Rồi, chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị đang theo dõi kênh Tết âm thanh của cửa hàng Audio 7 An Giang. Thì hôm nay sẽ giới thiệu với quý vị một số sản phẩm về cửa hàng. Trước mắt quý vị và các bạn là đô la Boss Bow 301 Series 5 và một con lọc Victor GPC M770X. Thì con này cũng được rất nhiều anh em ưa chuộng quý vị, bởi vì cái phần đèn nước của nó rất đẹp, nó chia đều hai vế và nó có cả một cái nút volume chỉnh ở đây, rất là tuyệt vời. Quý vị có thể ghép với những cái con cục đẩy hay những cái cục đẩy mà không có volume, quý vị ghép vào những cái con này vô cùng hay, vô cùng tuyệt vời, có thể chỉnh được volume ha. Phía dưới là con Pioneer SX 757 nha quý vị. Thì Dobot này thì hôm nay thanh lý cho quý vị ha, với giá rất rẻ quý vị ha. Quý vị nào mà đang cần thì mua con này về hát karaoke nha, rất là hay trong dịp Tết này, và với cái mức giá rẻ hơn thị trường rất nhiều. Tại sao rẻ hơn thì lại lát nữa sẽ hiểu. Đây là Boss 301 CV5 nha quý vị, đây là bông xịn nha quý vị ha, nhìn lưới biết là xịn lưới xịn ha. Thì đó, Boss này là hàng siêu thị nha quý vị. Hàng siêu thị là sao? Có nghĩa là lúc trước là quý vị nào mà ở Nguyễn Huệ, mua ở Nguyễn Huệ hay Nguyễn Kim với giá là 8.500.000 một đôi, đó là những đôi Boss này, và cũng khoảng cả chục năm trước đó quý vị, là lúc đó là cái giá của cái con loa mới nó sẽ đắt hơn hàng bãi luôn nha quý vị. Của cái con loa, có nghĩa là những con này là nó nguyên thùng luôn quý vị, nhập về nguyên thùng dạng mới 100% và nó phân phối tại Việt Nam. Đấy, lúc đó thì hàng bãi nó tầm khoảng 7 triệu quý vị nhớ, và hàng thùng thì nó 8.500.000 đó quý vị, chất lượng nó cũng như ngang nhau thôi. Nhưng mà con này được cái nó sẽ mới hơn, vì những cái dòng bow bằng một series 5 bãi thì bên nước ngoài có sử dụng hết vài năm rồi. Đấy, cho nên là những cái khách, rất nhiều khách hàng lựa chọn mua cái dòng 301 series 5 hàng siêu thị nha, do Nguyễn Huệ và Nguyễn Kim phân phối, và những công ty, rất nhiều công ty khác phân phối. Nhưng mà em chỉ nói ví dụ như quý vị hai đơn vị phân phối ở nơi em ở, nơi em bán nên em biết ha. Thì đô la này trong tình trạng nói chung là đẹp khoảng 90% đó quý vị, rất đẹp luôn á. Đi thì không có trùng ha. Và tất cả nguyên zin hết nha vị, nguyên zin hết, ngoại trừ cái màng loa này nha vị. Nói chung là trong quá trình khách sử dụng rồi chuột nó cắn lủng mất cái màng nên là phải thay màng, nhưng mà màng loa này là màng xịn nha vị, màng này là loại màng xịn. Rồi quý vị, vì có thấy những cái đôi mà làm loa họ hay nói cái màng xịn đó quý vị, loại này thực sự thì đặt nước ngoài về trên màng hình như nó có đóng số luôn nha, nó rất giống, nói chung là nó 90% với cái màng zin luôn quý vị, mũi cũng là mũi vải luôn. Thì nếu mà em không báo thì thật sự quý vị nhìn vào cũng không phân biệt được đâu quý vị. Cái này thì do chung là trình độ người thợ thay, nói chung là gần như zin luôn quý vị. Nếu mà em không báo là thay màng thì thật sự là khó, rất khó nhận ra luôn quý vị, nếu mà thường không thể nhận ra được đâu quý vị, bảo đảm luôn. Quý vị quan sát đô la cho quý vị sờ tận mắt, khó phân biệt được lắm, không có việc nói. Thì với tình trạng như vậy, thay màng nha, tất cả các tiếng loa còn lại nguyên zin, cho nên là mức
mức giá nó khá rẻ quý vị, rất rẻ luôn. Mức giá là chỉ có 4 triệu đồng thôi, bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị ha. 4 triệu đồng thôi, bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị. Rẻ hơn vài triệu ha. 4 triệu đồng thôi, bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị. Và con lọc Victor GVC CM770 này thì có mức giá là 4.8 triệu nha quý vị. Đẹp, rất đẹp luôn quý vị, xuất sắc. Đấy, nhìn cái đèn ha, mặt nó là dạng mặt gương nha quý vị, giống như những dòng 6.7 gì đó, 6.7 dòng Alpha vậy đó quý vị. Mặt gương mà hai cái dãy đèn nước hai bên rất là đẹp nha quý vị. Con này thì trong tình trạng là xuất sắc rồi. Xe phía sau là cực kỳ mới luôn ha, rất mới, giá 4.8 triệu thôi quý vị. Con này chạy 4 dòng điện nha, dòng xuất cho nên là nó chạy 4 dòng điện quý vị, 110, 120, 220 và 240. Đấy, GVC mà 70 4.8 triệu bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị luôn nha. Phía dưới là con BMX X57 757 với mức giá là 6.2 triệu, với mức giá là 6.2 triệu bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị luôn. Giá cũng rất là hợp lý thị trường quý vị, rất đẹp luôn nha. Những cái núm nút này quý vị tuyệt đẹp, chỉ có ngoài trừ ngoài cái vết này là mình lấn cấn nhỏ cho nên giá nó rẻ lại được rất nhiều, rất đáng đồng tiền mất gạo quý vị. Con này và đô la rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn.